Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Kim Cương sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng nhân sâm tái tạo dùng để trị nám, tàn nhang, đồi mồi, trị da mẩn, đỏ, nổi chỉ máu, da của mình bị hư tổn, mụn thâm, bị sẹo rỗ. Thì bên em cam kết hiệu quả sau một liệu trình từ 1 đến 4 chai. Đó, và thường thì khách của Cương thì xài 1 chai, 2 chai, 3 chai và da đã tái tạo và đã đẹp rất là nhiều rồi nha mọi người nha. Đó. Và một chai thì có giá là 439.000. Nếu mà tất cả mọi người muốn được tư vấn kỹ về dòng nhân sâm tái tạo này thì tất cả mấy chị đẹp có thể để lại số điện thoại dưới video clip này thì bên em sẽ gọi lại tư vấn kỹ cho mình để mà chốt đơn cho mình nha. Đó. Và cái dòng nhân sâm này chúng ta thoa mỗi ngày là 3 lần, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần. Đó, và nếu mà mình muốn cho da của mình nó nhanh hiệu quả hơn thì chúng ta có thể kết hợp với xông mặt với nước nóng 10 phút trước rồi chúng ta thoa nhân sâm. Rồi ai mà muốn da nhanh bông hơn nữa thì có thể mình quấn thêm mặt bọc, mình ủ thêm nữa thì da của mình nó nhanh hơn nha. Đó. Và khi chúng ta thoa xong thì nhân sâm nó sẽ thẩm thấu vào tận bên sâu bên trong đáy tế bào của mình á, bắt đầu nó sẽ phá vỡ những gốc nám, gốc tàn nhang, đồi mồi và nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Nó sẽ thanh lọc da của mình bằng cách đào thải độc tố, những chất cấm, chất dơ từ bên trong da ra bên ngoài. Ví dụ như là đào thải chì, thủy ngân, đề sa, cọt ti và những chất cấm khác ở bên trong da của mình, đẩy hết ra bên ngoài, ra bên bề mặt da của mình và nó sẽ bong bỏ những độc tố đó và nó giúp cho mình tái tạo tế bào mới, giúp da của mình dày lên, khỏe lên, không còn mỏng đỏ và nổi chỉ máu nữa. Da của các bạn bị mụn thâm, bị mụn ẩn, bị mụn mủ, mụn dị ứng thì nó sẽ gom nhân mụn lại và nó sẽ đẩy hết những còi mụn từ bên trong da ra bên ngoài. Đó. Rồi vấn đề mà các bạn bị nổi chỉ máu, các bạn bị thâm, các bạn bị mỏng yếu thì nó sẽ đẩy hết những cọt ti là chất nghiện, chất bào mòn da của mình ra đó mọi người, giúp da của mình sẽ được loại bỏ hết những độc tố và giúp da của mình tái tạo tế bào mới. Cho nên trong quá trình xài nhân sâm chúng ta sẽ có cảm giác ngứa ngứa đó, là nó sẽ tái tạo tế bào mới giúp da của mình dày khỏe lên. Đó. Thì cả nhà mình muốn tư vấn kỹ lại dòng sản phẩm này thì chúng ta cứ việc để lại số điện thoại dưới video clip này. Và đặc biệt cái dòng nhân sâm của em Cương chuyên đặc trị nám, tàn nhang đồi mồi, nám, tàn nhang đồi mồi, nám đinh, nám chân sâu, nám mảng, nám bướm, nám lâu năm. Tàn nhang và đồi mồi là giải quyết tận gốc, sẹo rỗ có thể giải quyết khoảng tầm 30-70% sau một lần bông đầu tiên. Một liệu trình có thể giúp cho mình giải quyết khoảng tầm 50% cho đến hết vấn đề sẹo rỗ nha. Và các bạn mình muốn sử dụng dòng nhân sâm này thì nhanh tay để lại số điện thoại dưới video clip này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip của em. Bye bye.